Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, liên quan vụ việc phụ huynh phản ánh cô giáo mầm non xách tay con gái 13 tháng tuổi, sau đó phát hiện bé bị gãy chân. Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt tạm đình chỉ hoạt động của nhóm lớp mầm non độc lập Vạn Xuân do bà Huỳnh Thị Phương Thắng làm chủ cơ sở trong thời gian công an điều tra xác minh, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan đến sự việc. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt có phương án điều chuyển 43 trẻ đang theo học tại nhóm lớp mầm non độc lập sang các nhóm lớp mầm non độc lập tư thục khác trên địa bàn phường Hoàng Liệt có đủ điều kiện theo nguyện vọng của gia đình, đảm bảo các quyền lợi của trẻ và không ảnh hưởng đến việc sắp xếp bố trí người trông trẻ của các gia đình. Văn bản của Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội nêu rõ, xác định rõ trách nhiệm cá nhân đơn vị liên quan trong công tác quản lý các nhóm lớp mầm non độc lập tư thục trên địa bàn dẫn đến sự việc nghiêm trọng không được giải quyết kịp thời. Trước đó, anh DHN, 37 tuổi, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho biết, gia đình anh đã có đơn phản ánh lên công an phường Hoàng Liệt yêu cầu làm rõ sự việc con gái 13 tháng tuổi bị gãy chân chưa rõ nguyên nhân khi đón con ở trường về. Con gái anh DHN là cháu DKA, sinh năm 2023, theo học tại nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Vạn Xuân ở khu biệt thự 4, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Theo anh N, vào 14 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8, vợ anh N xem camera lớp học thì thấy con bị cô giáo xách bằng một tay đi rất nhanh vào bên trong nên đến đón con. Về nhà thấy con khóc nhiều, vợ anh N đã liên hệ với cô giáo để hỏi thăm thì được trả lời ở lớp không có gì xảy ra với bé. Tuy nhiên, khi tắm cho con, nhìn xuống chân bé thấy sưng, anh N nghi con bị trẹo chân. Qua điện thoại, anh hỏi cô giáo xem con có bị ngã không, nhưng cô trả lời không. Ngày 14 tháng 8, gia đình anh N cho con đi khám, phát hiện con bị gãy chân phải. Gia đình anh N đã liên hệ tới nhóm trẻ và cô quản lý đề nghị xử lý sự việc trên phương diện tình cảm. Tuy nhiên, sau 4 ngày, đại diện nhà trường mới đến thăm hỏi cháu. Theo anh N, đến ngày 31 tháng 8, nhóm trẻ hẹn gia đình tới trường làm việc. Chủ nhóm khẳng định cô giáo không có lỗi và cho rằng khó xác định nguyên nhân khi gia đình đưa con về nhà 4 tiếng sau mới phát hiện và báo cho giáo viên. Không đồng thuận với cách giải quyết này, gia đình anh N đã làm đơn trình báo cơ quan công an đề nghị làm rõ vấn đề. Ngày 7 tháng 9, anh N cho hay đang chờ kết quả làm việc của chính quyền và công an phường. Anh N nói, việc cô giáo kéo tay con tôi thô bạo là phản ánh giáo dục nên gia đình mới ý kiến. Sự việc cũng chỉ do quá lâu nhà trường không phản hồi nên gia đình mới bức xúc. Nhưng giờ đây, khi chính quyền vào cuộc tích cực, gia đình chỉ đợi câu trả lời và hướng xử lý từ chính quyền đối với nhóm lớp cũng như cô giáo. Đại diện nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Vạn Xuân cho hay, ngày 6 tháng 9, các ban ngành cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra sự việc. Đại diện nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Vạn Xuân thông tin, chúng tôi có buổi làm việc giữa trường và công an. Khi đến gia đình, bố cháu thừa nhận không xác minh được việc con gãy chân là do ở trường. Phía gia đình cũng đồng thuận không đề cập đến việc trẻ gãy chân. Hiện bố cháu chỉ yêu cầu nhà trường xin lỗi về vấn đề cô giáo có hành vi chưa được ân cần với trẻ khi xách tay con đưa vào phòng vệ sinh. Phía nhóm trẻ cũng đã làm việc với gia đình 4 lần nhưng chưa tìm được tiếng nói chung và hướng giải quyết. Hiện đang chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng. Sau trận bão số 3 Iagi, hàng nghìn cây xanh tại Hà Nội đã bật gốc gãy đổ. Phần gốc phát lộ trên mặt đất chủ yếu là rễ chùm hoặc rễ mới phát triển ngang. Nhiều cây bị bật gốc lộ cả lưới bọc bầu đất chưa được tháo gỡ khi trồng khiến nhiều người dân bức xúc ngỡ ngàng. Theo thống kê sơ bộ, sau khi bão số 3 vào thủ đô Hà Nội đã có hơn 10.000 cây gãy đổ. Hà Nội đã huy động mọi lực lượng, phương tiện, thiết bị cùng người dân tập trung tiến hành dọn dẹp cây đổ, khắc phục hậu quả. Ra đường sáng ngày 8 tháng 9, chị Nguyễn Ngọc ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội không khỏi bàng hoàng khi nhìn hàng loạt cây đổ rạp trên đường. Đáng nói, nhiều cây đã được trồng nhiều năm, tán lá rộng, nhưng khi gãy đổ lại lộ ra phần rễ nằm trong bọc bầu nhỏ. Chị Ngọc cho biết, hàng cây gần nhà tôi đã được trồng nhiều năm nay, thế nhưng sau khi gãy đổ, bộ rễ lộ ra rất nhỏ, nhiều cây thậm chí còn nguyên bọc bầu.
Anh Hoàng Văn Khanh ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội cũng bất ngờ trước cảnh tượng hàng loạt cây trên phố Đoàn Khuê, Đào Thế Tuấn, Đào Đình Luyện gãy đổ. Anh Khanh kể lại, tôi thấy có khá nhiều cây được trồng vài năm, nhưng bộ rễ vẫn là rễ chùm nhỏ, nhìn như mới phát triển. Một số cây thậm chí vẫn còn nguyên túi lưới nhựa màu xanh bọc bầu cây. Thạc sĩ Ngô Thị Minh Thê, trưởng bộ môn cảnh quan và kỹ thuật hoa viên, trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong trường hợp mưa bão như bão số 3 vừa qua, cây bật gốc gãy đổ là không thể tránh khỏi. Thế nhưng, theo thạc sĩ Ngô Thị Minh Thê, cần lưu ý một số điểm quan trọng khi trồng cây trong đô thị để hạn chế tối đa việc cây gãy đổ, bật gốc trong mùa mưa bão. Những cây được lựa chọn trồng ở trong đô thị phải là những cây có kết cấu rễ cọc, ăn sâu xuống dưới lòng đất, tuyệt đối không trồng những cây tăng trưởng nhanh. Thạc sĩ Ngô Thị Minh Thê cho biết, trong quá trình đô thị hóa, làm đường, bó vỉa hè chặt quá sẽ dẫn đến cây xanh và công trình làm đường không liên kết chặt chẽ, cây dễ đổ trong mùa mưa bão. Thêm vào đó, trước mỗi mùa mưa bão, cần có kế hoạch cắt tỉa, loại bỏ những cành nặng bởi tán lá rất lớn, nặng, tốt tùm sẽ mất cân bằng với bộ rễ. Bộ rễ khi phải chịu áp lực lớn trong mưa bão sẽ dẫn đến gãy đổ. Trước hình ảnh một số cây khi gãy đổ vẫn còn nguyên bọc bầu bằng lưới nhựa, ni lông ở Hà Nội, thạc sĩ Ngô Thị Minh Thê cho rằng điều này sẽ khiến rễ cây không phát triển, khó bám chắc vào đất và dễ gãy đổ. Trong trường hợp muốn trồng cây còn nguyên bọc bầu thì phải sử dụng bằng những vật liệu phân hủy được. Thạc sĩ Ngô Thị Minh Thê từng gặp nhiều trường hợp phía đơn vị triển khai trồng cây sợ vỡ bầu cây, sợ nghiệm thu nên cố duy trì chất dinh dưỡng cho cây ở trong bầu từ 6 tháng đến 1 năm. Thạc sĩ Ngô Thị Minh Thê cho biết họ chỉ cần trồng 6 tháng 1 năm cây sinh trưởng và phát triển tốt để nghiệm thu. Theo đạo đức nghề nghiệp thì không nên làm bọc bầu bằng ni lông vì nó không phân hủy được, rễ sẽ không ăn được vào đất. Chùa Phật Quang tọa lạc trong khu vực rừng phòng hộ núi Dinh, trước đó có tên gọi là Thiền Tôn Phật Quang do ông Thích Chân Quang, tên thật là Vương Tấn Việt làm trụ trì. Chùa Phật Quang đã bị cơ quan chức năng chỉ ra hàng loạt vi phạm về xây dựng và đất đai. Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng lên phương án cưỡng chế buộc tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu đối với các công trình xây dựng không phép tại Chùa Phật Quang. Theo kết luận thanh tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, toàn bộ diện tích Chùa Phật Quang đang sử dụng và làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận của Chùa Phật Quang đều là đất do nhà nước quản lý liên tục từ năm 1978. Hiện nay, khu vực này thuộc đất rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quản lý. Chùa Phật Quang đã xây 36 công trình, nhưng chỉ có một công trình được Sở Xây dựng cấp giấy phép là hạng mục chánh điện. Tuy nhiên, việc cấp phép của Sở Xây dựng được xác định là có sai sót. Đồng thời, 35 công trình còn lại không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, tổng diện tích khoảng 3.500 m². Trong đó, nhiều công trình lớn và kiên cố như đường giao thông trải nhựa. Theo thông báo kết luận thanh tra, trong quá trình Chùa Phật Quang thực hiện việc xây dựng, cơ quan chức năng đã lập 33 biên bản vi phạm, ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các quyết định đình chỉ thi công. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, yêu cầu khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, đại diện chùa không thực hiện mà vẫn tiếp tục xây dựng. Cho đến nay, các công trình không phép này vẫn tồn tại. Theo ghi nhận, ngoài một số công trình xây kiên cố bằng bê tông như chánh điện, khu nhà nội bộ, nhà vệ sinh, thì những công trình còn lại được dựng chủ yếu bằng khung thép, sân nền được đổ bê tông. Trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã ban hành quyết định cưỡng chế kèm thành lập đoàn để thi hành quyết định đối với các công trình xây dựng không phép tại Chùa Phật Quang. Các công trình bị cưỡng chế do lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại khu vực nông thôn có diện tích hơn 1.418 m², thuộc tiểu khu Tân Hòa, rừng phòng hộ núi Dinh, thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, gồm đường bê tông diện tích 810 m², nhà vệ sinh 308,25 m², nhà kho 300 m². Theo Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, ông Vương Tấn Việt đã làm đơn khiếu nại quyết định cưỡng chế buộc tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu Chùa Phật Quang của Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ. Do đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã giao thanh tra xác minh các nội dung khiếu nại, giao các phòng ban liên quan sớm hoàn thiện phương án cưỡng chế theo nguyên tắc xử lý nghiêm minh vi phạm.
theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, từ ngày 30 tháng 8, 35 mỏ cát trên địa bàn tỉnh Phú Thọ quản lý sẽ bị tạm dừng khai thác do có dấu hiệu không tuân thủ các quy định về thiết kế mỏ trong hoạt động khai thác. Cụ thể, trong văn bản về việc chấn chỉnh tình trạng doanh nghiệp có dấu hiệu không tuân thủ các quy định về thiết kế mỏ trong hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nêu rõ, tạm dừng toàn bộ hoạt động khai thác của các đơn vị đã được cấp phép khai thác cát sỏi lòng sông đang sử dụng các thiết bị, phương tiện khai thác có công suất khai thác không phù hợp, công suất khai thác lớn hơn so với công suất được phê duyệt để lựa chọn thiết bị, phương tiện đúng theo hồ sơ thiết kế khai thác đã được thẩm định phê duyệt hoặc điều chỉnh công suất khai thác, chế độ khai thác của mỏ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác cát sỏi trên các tuyến sông. Cùng với đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành, thị tiếp tục rà soát, không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong khai thác. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì kịp thời chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh để xử lý theo quy định. Phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, yêu cầu các công ty doanh nghiệp sau khi đã thực hiện khắc phục các vi phạm, lựa chọn phương tiện thiết bị theo đúng hồ sơ khai thác, thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong trường hợp không thể lựa chọn các thiết bị phương tiện khai thác có công suất phù hợp theo thiết kế đã được thẩm định, đơn vị được cấp phép phải lập phương án điều chỉnh công suất thiết bị khai thác, thiết kế khai thác, tính toán để thiết lập lại chế độ làm việc của mỏ. Xác định số lượng phương tiện khai thác phù hợp với công suất khai thác của mỏ theo giấy phép đã được cấp, trình Sở Xây dựng thẩm định phê duyệt trước khi đề nghị được khai thác trở lại. Chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục ngay tình trạng tín hiệu không ổn định trong vận hành hệ thống giám sát phương tiện khai thác khoáng sản. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.